Thưa quý vị và các bạn, văn hóa, văn nghệ luôn là món ăn tinh thần không thể thiếu của con người. Ở các địa phương, các ngành, mỗi cơ quan đoàn thể đều có phát động phong trào văn hóa văn nghệ để thỏa mãn nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ món ăn tinh thần đặc biệt này. Trong nhiều năm qua, thì phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng ở các địa phương diễn ra sôi nổi, trở thành món ăn tinh thần bổ ích, lành mạnh, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Mặc dù đều rất bận rộn, thế nhưng những ngày này, các thành viên của câu lạc bộ Khỏe đẹp 24, phường Ba Đình vẫn duy trì lịch tập đều đặn từ 1 đến 2 buổi mỗi ngày để chuẩn bị cho hội thi Hát Du, Hát Dân Ca và Dân Vũ Thể Thao năm 2023 do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức. Từ những định hướng của hội cấp trên, ban chủ nhiệm câu lạc bộ đã chủ động lựa chọn tiết mục, triển khai kế hoạch tập luyện với mong muốn đem đến hội thi màn đồng diễn thật vui tươi, khỏe khoắn và có tính lan tỏa cao. Được biết, câu lạc bộ Khỏe đẹp 24 là một trong số 9 câu lạc bộ văn nghệ thể dục thể thao hoạt động sôi nổi của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ba Đình. Được thành lập từ năm 2019 với gần 10 thành viên, đến nay câu lạc bộ đã thu hút hơn 60 hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên. Mỗi người một hoàn cảnh, công việc, độ tuổi khác nhau, thế nhưng đều có chung tình yêu với văn nghệ. Ngoài việc tập luyện, sinh hoạt văn nghệ thường xuyên tại nhà văn hóa và phục vụ nhân dân những dịp đầu xuân năm mới, các ngày lễ, câu lạc bộ còn tham dự liên hoan, hội diễn do tỉnh và thành phố tổ chức. Những tiết mục của câu lạc bộ đều tự dàn dựng và biểu diễn. Nội dung các tiết mục phong phú, đa dạng, lồng ghép tuyên truyền về việc chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ, xây dựng đời sống văn hóa. Hưởng ứng các cái phong trào văn hóa văn nghệ, các cái cuộc vận động của các cấp hội phụ nữ phát động, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ba Đình cũng đã hưởng ứng tích cực các cái phong trào, các cuộc vận động, đặc biệt là các cái phong trào văn hóa văn nghệ. Hiện nay Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã thành lập được 9 nhóm câu lạc bộ và thường xuyên luyện tập với phương châm vui, khỏe, đẹp, đoàn kết. Để có cái phong trào như vậy thì Hội Liên hiệp Phụ nữ phường cũng đã thường xuyên tham gia các cái cuộc thi từ thành phố, phường và tỉnh phát động và hầu như cũng đã được giải. Câu lạc bộ Khỏe 24 của chúng tôi thì rất nhiều độ tuổi trung niên, thanh niên, người cao tuổi, có cả những tuổi từ 70 trên 70. Chúng tôi thường tập vào buổi sáng, buổi tối, thời gian cao điểm vào những cái hội thi thì chúng tôi tập cả ngày, cả sáng, cả trưa, cả tối. Nhưng mà chị em cũng rất nhiệt tình và chúng tôi cảm thấy là rất là vui khi được tham gia những cái cuộc văn hóa văn nghệ của phụ nữ, tạo cho một cái không khí, không gian rất là thoải mái, một sân chơi rất là vui vẻ, vừa có sức khỏe vừa có tinh thần. Tôi đã vào tham gia vào câu lạc bộ là đến nay là 2 mùa xuân rồi, nhưng khi vào trong câu lạc bộ là chị em chúng tôi rất đoàn kết, phấn khởi, vui tươi, trẻ khỏe đẹp ra. Có những khi mà những hội viên rất là ngại tập, rất là nêu ra những cái khó khăn, nhưng chúng tôi đều đến động viên những chị em để chị em đến cùng nhau tập và cùng nhau xây dựng câu lạc bộ Khỏe đẹp ngày càng vui và khỏe mạnh. Những năm gần đây, tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, nhiều câu lạc bộ liên thế hệ, câu lạc bộ văn nghệ truyền thống đã ra đời. Trong đó, có thể kể đến lớp truyền dạy trò chiềng huyện Yên Định, trò diễn Xuân Phả huyện Thọ Xuân, câu lạc bộ tuồng Làng Bèo huyện Vĩnh Lộc hay câu lạc bộ hát tuồng và chống hội cung đình ở Hoàng Hóa. Phần đa xuất thân và gắn liền với công việc nhà nông, nhưng với niềm đam mê nghệ thuật, các hội viên câu lạc bộ, các diễn viên, nhạc công, không chuyên đã đóng góp tích cực vào việc duy trì, bảo tồn và phát triển các loại hình nghệ thuật truyền thống của quê hương. Hàng năm, hoạt động văn hóa văn nghệ của các câu lạc bộ ở các xã, phường, thị trấn thường xuyên tổ chức gắn liền với nhiệm vụ chính trị và các ngày lễ lớn của địa phương. Qua quá trình hoạt động,
Những câu lạc bộ này không chỉ biểu diễn ngày càng phong phú, đa dạng các thể loại, mà còn truyền dạy cho lớp thành viên kế cận, góp phần duy trì, phát triển nghệ thuật truyền thống của quê hương, đồng thời quảng bá, giới thiệu nghệ thuật dân gian của địa phương đến với nhân dân trong và ngoài tỉnh. Câu lạc bộ hát tuồng và chống hội cung đình của làng Vô Khê đã duy trì được cái nét văn hóa đặc trưng của làng. Và ở bên cạnh những cái hội viên cao tuổi của câu lạc bộ thì trong cái thời gian vừa qua thì câu lạc bộ cũng đã huấn luyện, rèn luyện cho các cháu học sinh, đặc biệt là học sinh trường cấp 2 để duy trì là phong trào cái văn hóa văn nghệ cũng như là cái chống hội duy trì cho cái thế hệ sau. Trên tinh thần là phát huy cái truyền thống của quê hương làng Phú Khê, duy trì cái bản sắc văn hóa dân tộc, và thì đối với ở cơ sở thôn chúng tôi cũng là phát động các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong thôn như là chi hội phụ nữ, chi hội cựu chiến binh, rồi hội người cao tuổi của thôn, để coi như là phát huy cái phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tạo sân chơi cho đối với toàn thể nhân dân cũng như là các lớp trẻ, nhất là các cháu thiếu nhi, trong cái phong trào văn hóa văn nghệ chung của làng xã. Trong những năm qua, Trung tâm Văn hóa Điện ảnh Thanh Hóa đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát triển phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng, gắn với gìn giữ và phát huy những giá trị văn nghệ dân gian. Bên cạnh việc tổ chức lớp tập huấn, bảo tồn, phục dựng các loại hình văn hóa dân gian tại khu vực miền núi, Trung tâm Văn hóa Điện ảnh Thanh Hóa còn phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin, Thể thao và Du lịch các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các kỳ liên hoan văn hóa, hội thi, hội diễn văn nghệ như liên hoan văn nghệ quần chúng, ngày hội văn hóa các dân tộc. Không chỉ là hoạt động văn hóa văn nghệ nhằm tạo không khí vui tươi, cổ vũ, động viên tinh thần cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, mỗi hội thi, kỳ liên hoan còn là cơ hội để các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên quần chúng trong tỉnh được gặp gỡ, giao lưu, đua tài, góp phần động viên, phát triển hơn nữa phong trào văn hóa văn nghệ tại cơ sở, cũng như lực lượng nghệ nhân, diễn viên, nhạc công tiêu biểu của các dân tộc. Những năm qua thì Trung tâm Văn hóa Điện ảnh Thanh Hóa đã có những kế hoạch và xây dựng những kế hoạch cụ thể cho cái việc phát triển cái phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Chúng tôi đã xây dựng những lớp tập huấn và tổ chức mở những lớp tập huấn cho các huyện, thị xã trong thành phố, chọn những các hạt nhân văn hóa văn nghệ tiêu biểu và những nghệ nhân để truyền dạy. Bên cạnh những hạt nhân phong trào văn hóa văn nghệ cơ sở thì chúng tôi quan tâm chú trọng đến thành lập và xây dựng các câu lạc bộ nghệ thuật, ví dụ như tuồng, chèo, cải lương, kịch nói, và những câu lạc bộ ví dụ như cồng chiêng, chống hội. Những câu lạc bộ đó những năm gần đây thì cũng đã phát huy những khả năng của mình rất là tốt, đã tham gia những liên hoan, hội thi, hội diễn và cũng đã mang về những giải thưởng. Và thứ hai nữa là cái hoạt động của câu lạc bộ cũng giúp cho cái người nghệ nhân, những cái cán bộ ở cơ sở, những người dân được tham gia góp sức của mình để đưa cái phong trào văn hóa văn nghệ ngày một phát triển hơn. Với sự quan tâm của các cấp, các ngành, các đơn vị, đoàn thể, những năm qua, phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng ở địa phương đã có bước phát triển sâu rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Bằng nhiều hình thức hoạt động đa dạng và hấp dẫn, các câu lạc bộ không chỉ từng bước nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân, mà còn góp phần gìn giữ và bảo tồn được giá trị văn hóa truyền thống. Vâng, thưa quý vị và các bạn, phần lớn các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ hiện nay đều đang hoạt động trên tinh thần xã hội hóa. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả các câu lạc bộ này, thiết nghĩ cần có thêm cơ chế khuyến khích, đặc biệt là với các nghệ nhân dân gian, để họ tham gia truyền dạy, giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống. Qua đó vừa giúp cho phong trào văn nghệ quần chúng không ngừng lan tỏa trong cộng đồng dân cư, vừa góp phần thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa. Và đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục văn hóa văn nghệ tuần này cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Phương Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. We'll be right back.